Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của anh Dũng Channel nhé. Thì hôm bữa là mình có mua cái con máy Omidi Power 3 này về sử dụng được tầm chắc được hơn tháng rồi đấy. Giờ đây mình sẽ review chi tiết cho anh em nhé. Thì con máy này được đầu tiên là con máy này có một cái điểm nổi, có rất là nhiều điểm nổi bật chứ không phải một điểm nổi bật. Và con máy này nó trực chạy Android 10 này. Máy này chạy Android 10 rất là mượt nha mọi người. Đây là Android 10. Và máy thứ hai là có khay thẻ SIM gồm hai SIM và một khay thẻ nhớ riêng. Thế nên là mình có thể lắp được hai SIM và một thẻ nhớ luôn chứ không phải là cứ chọn khay SIM Lite này nọ các kiểu. Thứ hai là máy thì có tính năng nhận diện khuôn mặt với lại nhận diện vân tay, nhưng mà vân tay ở đây là phía sau lưng là vân tay một chạm. Đây. Mọi người thấy rõ không nhỉ? Cái vân tay một chạm, còn cái mình nhận diện khuôn mặt của nó rất là thông minh. Nếu mà bây giờ mình đeo khẩu trang nha, mình đang nhận diện khuôn mặt bình thường, xong mình đeo khẩu trang, máy vẫn nhận diện được khuôn mặt của mình khi mình đang đeo khẩu trang, nhưng không phải là khuôn mặt nào cũng nhận được nha. Nếu nhận được khuôn mặt nào cũng nhận được thì đấy là máy tàu rồi. Nhưng bây giờ hiện tại mình thì không có cài đặt cái nhận diện khuôn mặt đấy ở đây. Thứ hai là máy thì là qua nắp con về. Thứ hai là máy của mình ấy, thì là nó có một cái camera trước thiết kế rất là đẹp, camera đục lỗ độ phân giải 16 megapixel, nhưng cao lên không cần phải đưa gảng ra đấy. Camera trước có độ phân giải là 16 megapixel, camera sau thì là gồm 4 camera đây. Camera AI qua camera đó, có nghĩa là camera thông minh. Camera này thì có một camera độ phân giải 13 megapixel là camera đấy, là camera chụp góc rộng của camera 5 megapixel đó là camera đấy là macro, và một camera 5 góc sâu đo chiều sâu chụp ảnh, với lại một camera chính độ phân giải 48 megapixel. Và nó có cái đèn flash kép nha mọi người, có hai cái đèn flash trong cái khung flash, đèn flash này, nên là bức ảnh nó chụp ra thì là ban ngày nha, bức ảnh chụp ban ngày rất là đẹp và ban đêm cũng đẹp. Đây là giao diện của camera máy. Đó, mọi người thấy này, trong này là đây là điều kiện thiếu sáng này mà máy nhận diện lại rất là tốt và bức ảnh chụp ra rất là sắc nét. Đó, đây mọi người xem này. Khi mà mình zoom hẳn bức ảnh ra như thế này tận cái quạt này, mọi người nhìn thấy không? Xa xa ra dễ thấy. Mình zoom lên như vậy mà bức ảnh vẫn còn rất là sắc nét, giữ lại chi tiết rất là cao. Thứ hai là máy thì là chạy, vì là chạy điều hành thuần vào Google của Android 10 nên là các cử chỉ vuốt. Đây, máy này là có cử chỉ vuốt là no, và sẽ có cử chỉ vuốt của Android 10, đó là đưa ra thế này chúng ta sẽ trở về, vuốt xuống giữ thì chúng ta sẽ về đanh, về là đanh nhiệm. Còn nếu mà chúng ta chỉ vuốt một cái là về màn hình chính. Cái này là Android 10, cái này là thực sự là rất là tốt. Thứ hai là máy này có một cái con chip, đó là chip Helio P60, Helio P60, nhưng mà con này hoàn toàn khác với những con P60 trên Oppo F9 ở điểm nào. Con Oppo F9 của các bạn khi sử dụng thì là chip P60 của nó là có 4 nhân này và 4 nhân kia. Còn con này 4 8 nhân của nó đều là 2.0GHz cả. Có nghĩa là hai hẹp, có nghĩa là cả 8 nhân đều hai hẹp, nên là con này chơi game liên quân thì là rất là mượt. Mình thì không chơi Free Fire nhưng mà mình chơi liên quân thì nói chung là con này rất là mượt. Thứ hai là con máy này có độ màn hình to này, 6,53 inch, độ phân giải là Full HD cộng. Các mọi người nhớ nhé, độ phân giải là Full HD cộng, tại vì rất là nhiều sản phẩm ra thì là ví dụ như nhiều con Oppo các bạn thấy đấy, ra độ phân giải màn hình rất to, khoảng ra phô trương xong quay ra độ phân giải màn hình là HD cộng. Mình xem phim mà lúc mình xem YouTube này thì là sẽ cảm thấy là màu sắc sẽ rất rõ. Nhưng mà mọi người thấy này, con này này, mọi người mở lên này, màn hình này là màn hình LCD IPS LCD này, nhưng mà con này cái màu sắc của nó tươi không khác gì màn hình AMOLED cả, độ đen sâu mà màu sắc thì tươi và chân thực. Đó, đây là mình đang dùng điện thoại để khác để mình quay lại nên là mọi người cảm thấy nó nhạt hay sao, nhưng mà con này thì là rất là đẹp. Nói chung là mình cái màn hình của nó là không thể chê vào đâu được, đánh bại mọi con sản phẩm tầm giá, kể cả con V Mắt Ly, mình dám đảm bảo luôn V Mắt Ly là so với con này là không có tuổi, không có tuổi đỏ đấy. Thứ hai là con máy này thì nói chung là mọi người thấy đây, thì thứ nhất là nó có cái gì, có quả pin 6150 mAh, mà cái quả pin này nó trâu như vậy thì nếu mà mọi người chỉ xem YouTube, lướt Facebook hàng ngày thì có thể sử dụng được 2 ngày, còn nếu mà mọi người chơi game liên tục thì liên tục được 11 12 tiếng, nếu mà chỉ đánh liên quân thì được 11 12 tiếng. Đấy là mình trải nghiệm rồi. Thì con này nó có bộ nhớ là 64 GB,
RAM là 4GB nhưng chạy thì điều hành Android thuần Google, nên là nó sẽ RAM 4GB nó cực kỳ là gọi là cực kỳ mượt mọi người ạ. Nó phải ngang ngửa với RAM 6GB của trên những cái con thông thường mà chạy hệ điều hành tùy biến đấy. Đó thì là đấy là những thông tin chi tiết sơ sơ về máy. Con máy này thì nếu mà mọi người thấy pin nó trâu thì mọi người thắc mắc là sạc nó có lâu không, thì là mọi người ấy giùm mình nha, là con này nó có một cái sạc nhanh là 18W, nên để sạc đầy quả pin này tầm mất tầm 1 tiếng 15 đến 20 phút thì là đầy rồi. Thì là có nghĩa là con pin này, quả pin của con máy này sạc nó rất là nhanh. Thứ hai là máy nó có tặng theo sạc và một cái ốp. Cái sạc thì hôm bữa là mình mở hộp thì các bạn chắc thấy rồi, còn cái ốp này thì là cái ốp da, máy tặng theo ốp da luôn chứ không phải là ốp dẻo. Với lại thì ông ta thiết kế của trên con máy này thì là mọi người thấy cái thương hiệu Umidi sẽ in chìm xuống dưới thân máy. Và thứ hai cái mặt lưng này nó mặc dù là nhựa nhưng mà nó rất là liền mạch lên khối, lên màn hình luôn này. Mọi người thấy không? Rất là liền mạch. Thiết kế rất là đẹp, có giữ được cả chân cắm tai nghe rồi rách chấm 3.5mm. Và đặc biệt con máy này có cái mic thu âm rất là tốt, nghe trong cực kỳ luôn nha mọi người, trong cực kỳ luôn. Đấy là mình đánh giá là trong cực kỳ luôn, tại vì mình mở lên ghi âm nhiều máy mở ra nó cứ xè, nhất là đứng trước quạt gió nó rất là xè, rất là to, nhưng con này thì không bao giờ, con này nó lọc âm rất là kỹ. Đấy là mình đánh giá sơ bộ. Con này thì có sạc nhanh là 18W rồi, mà nó còn có một cái tính năng nữa là sạc ngược cho thiết bị khác, có nghĩa là cũng dùng cái cổng USB Type-C và có một cái dây nối sang một cái điện thoại khác để sạc ngược lại. Thì hiện tại thì mình có cái cáp đó, nhưng mà máy mình có hai con máy, thì một con máy là USB Type-C với lại một USB micro USB ấy, nên là nó không thể sạc ngược lại cho nhau được, tại vì cái chân, hai chân của nó đều là Type-C cả, nên là mình không test được cái đây cho mọi người xem. Nhưng mà nói chung là những cái thứ thông báo cơ bản về máy thì đấy, mình cũng giới thiệu với mọi người để làm review trực tiếp. Nếu mọi người xem xong thì nếu cảm thấy hay like thì nhớ like và ủng hộ kênh cho mình. Đấy, hết. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.